Hello, xin chào mọi người nha. Thì anh em tụi mình lại ra thăm niềm vui các bạn. Nó tội lắm. Cuộc đời nó bây giờ nó chuyển qua một cái câu chuyện sống hơi đắt hơn tôi lại khác ở trong cuộc sống này. Cho nên là anh em tụi mình ra đây mà anh em mình chưa có vô được. Cho nên là hiện tại là Hiến, em cầm giùm anh đi. Đợi anh sẽ gọi cho đồ ông tôi thì ông gì ông lanh ngắt cái đồ bánh mì chịu nấu không? Thơm rồi. Ủa anh Rìu nó đang ở đâu em? Ông mới anh cô mụ uống thuốc rồi lên anh nhặt trên ghe này mà anh. Chuyện gì không? Ý ra thăm nó mà thấy tàu nó ra thăm nó mà. Gì nữa? Cái đau nhang được cái chập nhang. Đâu nó bị đau bệnh mà em nói chi tàu nó lắm em thấy mấy đứa mạng nó rớt nước mắt rồi nó mang quà rồi nó tặng ông. Bây giờ tụi anh ra tụi anh lẹ nó đang ở trên nhà xe. Dạ yeah. Thì ra thêm mày được nha. Mẹ chứ nó rồi thâu tàu nó thâu anh ra anh thăm nó anh có ít quà mang tặng nó mẹ tàu nó. Nó xe rồi vòng tay của anh em mà giờ què nó nhiều lắm cho nên là thôi em cứ yên tâm đi, tụi anh rang chút là tụi anh gì à chứ cũng có phiền gì nó đâu. Ủa sao mà sao anh gọi nó không được? Què chứ trên này chắc cũng có wifi quá à. Anh thấy im ru à hay có khi nào nó hẹo nó hẹo trong hay nó ngủ vậy? Chắc ngủ á. Đúng rồi, nó đau mà nó người ta cho uống thuốc ngủ rồi á. Hẹo là gì mà? Rồi thôi đỡ anh vô thăm. Tội nó quá, cái hoàn cảnh nó đeo đớn quá. Hẹo là như vậy. Ông hiểm cha. Hẹo là đi cái mẹ mày ngu như con chó. Ông có đánh không? Ông ở trước nhà ông Điều rồi, ông còn hói nữa. Dạ bộ cho nó khỏi lên nhá. Nó biết mình lên sao không? Mở cửa vô ơi. Có cửa mà mưa mở mày đi nè. Thông, anh kêu ơi. Quen đây. Xuống, nhanh lấy đồ. Tao không bán được đâu. Ủa sao? Cái đồ che cửa. Cửa nó quá đâu mà mấy ông tiền, mấy ông cũng đánh sát hết tôi. Được, bây giờ tôi mới biết mà. Quay mở đây, sáng giờ mày chờ đúng không? Tính đi treo hàng rào. Trời chết không đi rồi đi treo. Chỉ trộm nhiều sao đổ treo luôn. Đây, anh em mình bình tĩnh nha. Vô. Nhanh đi. Từ từ. Tao có hàng. Quên. Ngu. Ông nó tội lắm. Trời đang ngủ giờ mày trúng gió. Đồ mày không. Ông cứ chủ yếu làm gì trúng gió không? Không ý là nằm ngủ một mình vậy quạt không? Nó trúng gió. À. Anh em mình phải giúp nó. Mình xong ấy. Chiếc khăn gió ấm. Chiếc khăn gió. Chiếc áo mùa đông. Đồ ông Phi ông đi giống rùa bà túi thiệt ông. Như ở trong thuốc giảm đau nó ngủ sao kìa. Bây giờ thấy có thuốc ngủ thuốc an thần. Nó bị tâm thần cho uống thuốc an thần rồi. Mẹ mày cao như thần. Tư. Cái này không phải là quay mày. Hù, anh bật hai cái quạt luôn. Cái mùi bi thơm lắm. Mà chị tính túm anh chứ vậy? Chạm nó bằng mùi mày. Cứ mày đồ mềm nó bị nó nằm mình nó cũng sao mà bị đau. Thì như nó nắm nó không được bật cái quạt lên mày, mấy ông sao vậy để nó da mà trời đang vô mùa mày. Trời đang vô mùa đông rồi mày không tốt mà hỏi em đang vô mùa đông mà mày thấy không cái mình mùa hồng không màu em nói thiệt lại chứ, tôi rất dữ dằn.
Quen. A few moments later. Tới nhà trong nóng vui, tới nhà đợi. Tới nhà trong nóng vui, tới nhà đợi. Chơi gì vậy? What the? Quý nó đi chào anh. A few moments later. Có thằng nào này mày lên nhà mày.
tao biết tao bị tai nạn sao tao biết làm gì sao nó sợ tao biết. Mẹ sao chết. Mẹ thuốc dữ quá, đồ mẹ vợ tao uống thuốc thần kinh dữ quá sao cùng mẹ nó thương nữa. Đồ mẹ con này nhìn nó muốn mất thêm mất nữa rồi sao tao uống thuốc vợ. Nhìn tao chán đấy rồi. A few moments later. Moments later. Thank you.
mày nghe, mày nghe, mày lấy cái bát tang của tao nói này. Cái này mày nhầm cái. Cái gì? Cái dao gì mày? Em điên phải không? Chị mày. Ủa sao cả? Mười đuôi một đuôi nhà nó bao nhiêu? Im mẹ. Đúng. Mẹ của em cho mẹ chồng nói lại đi. Đủ mẹ. Ủa? Đồ mẹ nhà tao có người sao tụi bay thích ra ra thích vô vậy mày? Ủa sao người nhìn đây? Đồ mẹ nhà đó tối mình đeo mà bạn đó mình dưỡng tôi ngồi đi đâu ra phép luôn vậy? Vậy? Ừ. Gì? Lưu mà nó nhiều cái gì của mày đây? Mày sao nhà nó mày ra mày làm vậy? Vợ tao có người nó đuổi đi đâu? Vợ đuổi đi mẹ. À. Mẹ đeo đó mày dưới mày. Đồ mẹ mày đâu rồi ra trong cái gì vậy? Thì anh em buồn buồn ra chơi với mày chứ tôi với mày chứ có vụ gì nữa vậy? Đồ mẹ mẹ có thằng cái vô chuyện với thằng Bảy Lan từ trước lên sau lên sau lên trước cục cùng khùng nào mày làm sao tao yêu đúng nó tao được cái này thằng nào nó mới ngu điên mà là mèo nó bị cái nó động não là có Bảy Lan nha mày mày ông nội bên nhà có mèo mà chứ sao ù mẹ nhìn cái nào lên lấy cái chỗ được thằng đây rồi cho mày đầu với mẹ nó là nó lên nó lên như xe vậy nó lên nói thùng khùng chưa hứng nữa tao mày đi tao 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 mày mày thấy không tao mày cũng tao tao làm như điều cái xe bị động não đó nói này cái mày người ta mới tới hay sao là mày nhầm mày thấy nó lên ở trên trên đai trên trần hay là lên dưới đất đó là nó lên que luôn mà sao không biết mày mày lên tao lại mày bố mờ bố mày ngủ đúng mày mày lấy chỗ mày đưa lại mê còn đọc đầu đó là đứa mẹ con này mê tận mà sao mà nó về mà nhìn đây mày con nó về nó lại đi đuổi nó đi đâu về mày thế dùng quần quá rồi mày tao ở nhà kia tao tốn luôn rồi mày có tiền tao rồi thế đồ mày đi đâu đến từ mày điều mà con người ác mộng em ác mộng mày mày đi mà mày ngày ác mộng mày mà mày chấn thương đều rồi mày cho uống được thuốc tâm thần hả cái này nó bị ảnh hưởng đúng rồi mày đi ai nó bị ảnh hưởng nhà mày đây mày ai vô nhà mày ai dám vô nhà mày cho mày quýnh đi quýnh sớ đây mà má đi vô cờ thuốc an thần rồi uống bữa giờ anh ngu không vậy là con vợ là ngu không đúng không vậy là con vợ nó chắc có cái đồ đúng không hôm bữa đại nằm xuống tháng nó vô nó kêu là quả cho anh đi chưa à nó đi chưa là một cái đấy là đi nó cứu chuyện cho mày cái lúc mà nghe bệnh viện kẻ gì nó ngồi kèm à đúng rồi cái này lẹ mày dù tao cũng hiểu đâu ấy là bệnh viện cho gì nhưng mà kẻ gì à ngồi ngồi cái gì kèm nhá mẹ luôn cũng chết sao mà mẹ luôn luôn đâu mày sao cho nghe mà các mẹ lên ra nhà mẹ lên mày có lúc cùng cùng Tao mẹ mày nói tao, mày con mày bây giờ chảy rồi, tao nói lên tao đọc cái căn tao vô mẹ tao uống đi luôn nha. Ngu quá. Mày về mẹ mày đi cút mẹ. Mấy ăn rìu vợ không các bạn. Thằng quần kia mình nhờ nó lên 4 lần mà nó lên 2 lần à. Nó về mẹ không? Bây giờ thằng rìu nó đâu ngủ đâu. Nó cứ nằm nó canh nhỉ. Nhưng mà việc này mình đã lường trước nha các bạn. Bữa nay là tao ăn hiếm lẹo. Mình đưa cái cháu là các bạn biết rồi. Hiến lẹo đang ngồi chờ để mình ra mình gặp Hiến lẹo nha các bạn. Đồ má Hiến Rìu nó điên luôn. Sai. Nó thấy kia lanh màng. Sao nhờ nó lanh 4 lần mà có 2 lần nó nhận 50 gì mày. Dạ em sao? Thì giờ tao mày vô lanh đi. Đồ nó lanh mấy lần? Nó lanh 2 lần nãy nhờ 4 lần 2 lần 50. Ờ à. Thì đưa 50 em vô lanh lần. Mày giúp ấy. Chứ nó ở đây đã hẹn con rồi mà mày cái mày bây giờ mày không làm giờ, đúng không? Giờ lanh vô là không biết nữa nha. Bây giờ vậy nè, nó ngu say lắm. Hồi nãy mày biết rồi mà chưa thấy cái cảnh màn rìu đâu, nó hỗn loạn nha, nó khóc nó gào khóc rồi nó ôm rồi nó đấy rồi nó nói nó sợ me quá, nó kêu nó sợ lắm. Ý là lanh ông
ông làm chứng là lỡ ông kêu mất cái gì quăng dạ là chết luôn. Nhà nó có gì không? Cửa nó còn khó mà tài sản nó bán nhà trên kia hết rồi. Chỗ này đỡ tối về lui về nó ngủ không? Mà lấy ngay. Ném chọc, ném chọc. Cũng nữa mấy thiệt tình luôn. Cái gì lúc vậy? Cũng chị. Mà lên hai lần nha. Một lần thao đụ, tôi đụ dây chính mà không bị sao, đụ điện ánh mà. Má đang sợ, má đang rất run, hiểu không? Hai lần luôn, trời ơi, trời ơi, luôn. Tại vì người ta sẽ kêu là mày rất thông minh đó mà đi trôn, hiểu không? Mà thằng kia đó đâu? Thằng kia nhận 50 cái gì đâu? Lấy, ông cho thằng kia 50, ông đẩy tôi 50 cũng được. Giờ sao? Mang vô đây. Mang đồ áo ai mà, không dữ không? Thì áo của thằng đó chai. Mày bỏ lại áo xài. Chào mày luôn. Mẹ, nhưng mà Lan khéo chết mẹ mưa nữa. Mà Lan khéo khéo chút cái thằng mày cái mày rồi vô. Em mà cái trình độ cao mà không lo. Mày cái rồi vô. Coi thứ đây. Đào Hiếu. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Sao vậy? Ui dồi, nó quýt em, đồ mấy nó chết. Lấy cây giống. Ui dồi. Sao? Ui dồi. Thôi thôi, một cái một lần. Một lần là yếu. Trời ơi, ông bị điên rồi. Mẹ sao nó biết được quýt mày ra? Sao ai mà biết? Sao thằng nào đỡ cháu sẵn vậy? Ui dồi, mẹ. Đâu? Sao thằng kia là ông quýt rồi, sao quýt em vậy? Đồ ông bay đè đúng không? Tao có biết gì đâu, nãy tớ vào đây mà. Thôi mày ở đó bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, tao vô thử khám tính thôi. Bé chết. Đấy kìa, thừa mày nhặt một cái đâu quá. Về nhà tao đi. Mày nhạo nhé. Mày nhạo nhé, sao mày? Nói sáng mày về nhà tao, mày về cùng dễ điên. Thằng lèo nào? Lèo á. Nó đang ở nhà quay heo, mày muốn tao gọi nó. Mày thì tao đập mày điên mà. Sao mày? Tao đập bật bật cho cô chạy đâu. Đi tao đeo về nhà anh đó. Mày nạc bây giờ cái đeo nó làm áo nào đúng không? Mày đi mặt tinh thần. Ấy hơn mình ăn rồi tao chở mày cũng cộng gan khác mà. Mày mày vô mày nói thằng Phi đưa là nó đưa nó đang ở trong á. Nên mày vô à, mày lấy tiền công của chị. Giờ nói rêu rượu sậy là cắn sậy. Mày nói thằng Phi đưa đừng nói thằng rượu. Nó Phi à? Ờ. Bây giờ đây luôn à? Đi vô đây. Mày cứ vô mày nói anh Phi ơi, nãy em lộn hai dòng nào anh đưa em sậy ơi. Sao lượm tiền dở vậy mày? Không, đi. Vô là có tiền. Nãy giờ vô nói. À mày kêu anh Phi, nãy em anh nói em lên hai dòng rồi anh đưa em sậy ơi. Em gì? Nói vậy thôi. À, nói vậy thôi. Ui, đừng quá. Lìa che ra mặt không? Chú đang nói luôn dài mặt đó mà. Đừng có mặt. Gì đó? Anh tìm ai đây? Đi đâu cũng nhà tốn được đây. Chú đã chết. Cái này đi mẹ. Chứ nãy ông nói tôi lấy hai giờ mà ông đưa cái gì? Chứ nãy ông nói tôi lấy hai giờ mà ông đưa cái gì? Nói đây, kia là trời lạnh vậy. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Lấy không nhậu mày, lấy không nhậu mày. Mày vô, nói sao, vô nhà tao mày, lấy cùng vậy đi. Mày lên
Đồ ché mày thằng Dương ơi. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.